nghĩ cách mang xe qua sông. Nhóm thanh niên khiến người xem cười không ngớt. Hả? Thuyền ta ngược là thuyền ta là xuôi, chưa dòng nước ra bạc nhịp treo mà ta bơi. Ai đập đập, ai là vai là núi. Mời để. Theo đó, tại một công trường nọ đang thi công làm cầu bắc sông để tiện lưu thông. Thế nhưng cầu thì chỉ mới dựng được phần thô, chưa được mở rộng cũng như là phần lan can bảo vệ cũng chưa có. Thế nên việc đi xe qua cầu là không thể, vì nếu có sơ hở là rất dễ đăng xuất. Tuy nhiên người ta hay nói, trong những cái khó khăn nhất thì con người luôn ló cái khôn bất tận. Như mới đây, một thanh niên vì muốn đưa con quay chiến của mình qua bên kia sông đã có cách làm không tưởng. Đến khúc cuối thì lại sao nó cấn cấn. Từ những gì quay lại cho thấy, trên cầu lúc này là 4 thanh niên lực lưỡng đang bê chiếc xe được cột dây ở phía dưới cầu. Đi đến giữa cầu thì ai cũng phải buông tay nghỉ vì quá mỏi. Thế nhưng, mệt mỏi hơn là phía trước lại xuất hiện một cây trụ cầu. Làm sao vậy? 4 thanh niên kiểu, rồi xong. Thằng nào xử ra cái trò này, giờ làm sao mà qua? Tình huống dở khóc dở cười của 4 thanh niên khi đăng tải đã khiến cho nhiều người phải bái phục mà thốt lên. Khó như thế mà mấy ông cũng làm được thì tôi cũng chịu. Cái kết chỉ có thể quay đầu là bờ, vì pha xử lý quá công kênh mà đi thẳng vào sâu lòng đất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.